ngày mai khả sẽ ép nó là 10 triệu nè, ngày mai khả tiếp tục ép nó là 10 triệu nha. Này khả đang ép xếp đồ cho Thiếu Long này mà, được 3 món rồi. Đang ép đồ xếp đồ cho Thiếu Long như nè. Mắt ọp luôn nè cái gì. Lần này khả sẽ ép là thời gian phục hồi, thời gian chúng độc. Rồi sinh lực đi cho nó dở. Kiểu kiểu tại vì mình ép được dòng 2 ấy. Cái duyên ok rồi. Đầu lấy thời gian phục hồi đầu tiên. Cho thời gian phục hồi là dòng 2 đi. Thời gian phục hồi dòng 2 đi. Mình sẽ chơi sinh lực kháng băng. Sinh lực kháng băng. Sinh lực kháng băng nha. Để lấy dòng sinh lực đúng không? Sinh lực và kháng băng, ok. Sinh lực và kháng băng. Kháng băng nè. Sinh lực và kháng băng nè. Ok, sinh lực kháng băng nè. Rồi, tiếp theo thời gian chúng động. Sinh lực kháng băng. Các bạn ẩn 1, thời gian đọc ẩn 2. Ok. Thì lên thời gian phục hồi. Thời gian phục hồi và chuyển hóa theo cho hồi. Ok, lấy từ áo luôn. Thời gian phục hồi nha nam. Và phản đòn sẽ là dòng cuối. Đây, phản đòn dòng cuối có sẵn luôn này. Dòng hồi đâu. Ok, để lấy cái dòng cuối rồi nè mà, để nó bị chặt rương nè mà, cái áo nó chặt rương quá. Lấy cái thời gian phục hồi á. Quên thời gian phản đòn à. Cho Thiếu Lâm á, hiện 3 này nè, lấy hiện 3 ra cái đó. Cái áo nó chặt chỗ quá mà. Mười quý viên, hàng thiệt tinh. Phẩm 7, phẩm 8 là mát thôi. 7 là mát thôi. 6 còn suy nghĩ, 7 là mát rồi. 7 là mát rồi. Rồi. Thì đến phục hồi ẩn 2. Hiện 2. Giao phục hồi. Ok, có luôn. Lấy cái hiện 2 nha nè. Hiện 2 thì lấy thêm thì giao phục hồi, lấy 4 thủy tinh. Mười cái dương bốn thiệt tinh. Anh lọc auto chứ. Lọc auto chứ, lọc bằng tay biết nào cho ra. Em lọc auto cái hướng video hướng dẫn lọc á. Lên cái video YouTube của Khải á. Có cái phần nội dung mô tả video á. Sẽ có ghi một cái video đó là hướng dẫn. Hướng dẫn lọc đồ. Đó. Phần 9 là auto rồi. Auto lên rồi. Ok, chúng ta sẽ rút những cái dòng còn lại nè. Dòng còn lại là dòng sinh lực. Có dòng này chúng ta chuẩn bị ít phục duyên là được. Lấy ít thủy tinh nè. Lấy nè. Lấy dòng sinh lực nha nè. Sinh lực rồi. Lấy hết một lần ép cho anh em xem nhanh hấp dẫn như nè. Lấy hết một lần nè, sinh lực nè. Sinh lực hiện 1 nè. Hiện tinh 3 nè. Phúc duyên nè. 2 thủy tinh nè. 2 hiện 1, 1 cũng được. Phần chất xấu là easy, 8.9 nè. 8 luôn. Dòng thứ 2 là dòng kháng băng. Dòng kháng băng thì khá là quan trọng. Còn không quan trọng mấy nè. Rút 4, đập 4, rút 2 đi. Lấy ít phụ duyên rồi. Rút 2 thì tinh, đập 4 thì tinh là lên như nào. Không băng. Không băng nè.
Hành tinh hành tinh 4 thì cũng cao quá, không cần thiết rồi. Ấn 1 nè. Rút 3 thủy tinh, được 3 thủy tinh đi. Không bằng. Nói thêm viên lục nữa. Này mà phẩm chất 7 8 là được. 8 là easy game này. Ấn 1 nè. 10 hữu duyên nè, 3 thủy tinh. 3 thủy tinh làm. Dòng khăn băng ấn 1. Phẩm 8. 8, ok. Đến dòng thời gian chống độc. Chống độc ấn 2. Độc ấn 2 thì cũng ít phụ duyên. 2 thủy tinh là được. Tinh 3. Phẩm 7, phẩm 8 là mát. Rồi, mát nha anh em. Chắc chắn là mát rồi. Cái áo này chắc chắn là lại sẽ mát nữa rồi. 1 nè. 1 nè. Rồi, bắt đầu ép nha anh em. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ ép theo phẩm chất là kháng băng 1 nè. Hình tinh 1 nè. Của hình tinh 3, hình tinh 4 này, hình tinh 1 này, hình tinh 3 này, 3 này. Đa số hình tinh 3 nha em. Hình tinh 3 thì đồ của chúng ta cũng đã mát rồi, tương đối mát 100% rồi. Rồi bắt đầu khám cho anh em xem nha. Đầu tiên chúng ta sẽ khám dòng sinh lực vào chỗ này. Hình tinh 3 phẩm sinh lực thì phục viên chung nó không lên rồi. 1 viên thì tinh, 2 viên càng chốt tốt sao. 2 viên thì 19x, 2 viên thì 19x, 1 viên là 18x. Đó. Ôi, tính ra tỷ lệ rất dữ à. Ở đây dòng kháng băng nè mày. Kháng băng chúng ta dùng hình tinh 4. Phần chất 9 này thì phần chất 8 rồi. Phần 8 chúng ta sẽ dùng 4 thủy tinh. 4 thủy tinh cho auto lên 25 nè mày. 3 thì cũng lên rồi, mà sợ xịt quá. 4 là đẹp. 25, đến giờ phục hồi. Phục hồi chúng ta sẽ hình tinh 4. Với phần chất 9 này thì vẫn là 4 thủy tinh nha nè mày. 10 hữu duyên 4 thủy tinh nha nè. Bắn dòng quan trọng chúng ta đừng có tiếp thủy tinh làm gì. Rồi. Rồi 40. 5 viên đi. Đấy dòng này hơi căng nè. Rớt 30 là toàn đấy. Dòng này mà rớt 30 là toàn đấy. 40 nè. Rồi đến dòng tiếp theo. Thời gian đang chống độc. Chống độc thì 10 phút. Thời gian chống độc như nào? 3 thì tinh cho chất kèo, 2 viên cũng lên rồi, thì 3 viên cho chất kèo nè. 2 viên nó cũng chất kèo. Chống độc 40. Rồi tiếp tục là dòng phần chúc 7. Tinh 3. Dòng phản đam, phản đồng cận chiến. Này chúng ta cũng vẫn là 10 phút duyên và 3 thủy tinh thôi. Easy lên luôn, không còn có suy nghĩ luôn. Rồi, mát cho anh em. Đó, ok chưa, easy game chưa. Em thấy easy game chưa. Ok chưa anh em. Thả qua, thả nói chuyện với anh Tú. Lô, nghe anh Tú ơi.